các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay mình đi tới cống Cái Quanh, mình quay ghe tàu vượt cống nè các bạn. Cống chuẩn bị đang mở nè, cống đang chuẩn bị kéo lên nè các bạn, mà bữa nay mở nước rộng. Ghe tàu ở trong cũng hơi khá đông nha các bạn. Đó, mấy chiếc ghe này chuẩn bị dời ra đang mở cống đang vượt qua nè các bạn. Cống đang mở nha. Rồi cống đã lên tới mặt nước rồi các bạn. Mấy ghe tàu ở trong sẵn sàng nổ máy cho các bạn. Bữa nay khá nhiều vỏ gã vịt nha. Với gã vịt chuẩn bị vượt qua nè các bạn. Xã bị nước cồng á, nó chảy mạnh đó các bạn. Mấy cái ghe nó ghe vỏ rồi nó bị trôi á, quá trời hụ rồi. Rồi cống đã kéo lên rất cao nha các bạn. Rồi chất quá trời gã vịt này chạy tăng tốc ra khối nha các bạn. Quá dữ luôn. Rồi tiếp tục. Tiếp tục một chiếc xà lan rất lớn nha các bạn. Gia chạm các bạn. Rồi hai chiếc nó quay muốn gia chạm luôn rồi. Rồi có một chiếc ghe gỗ ghe nổi nha các bạn. Ghe này để ra chở cát nha các bạn.
ghe muối mà sao mà ghe nhỏ này chở muối nha các bạn. Vẫn tiếp tục là ghe gỗ nha các bạn. Ghe gỗ này chắc chở lúa các bạn. Lúc này mưa gió thất thường dữ lắm các bạn. Người ta đẩy là thôi, ghe này chở lúa không các bạn? Chở lúa. Tiếp tục chiếc ghe sắt này chở lúa nha các bạn.